Mời anh em uống rượu nhá. Uống rượu với anh em tôi nhá. Thở bỏ nó chát, chát lắm, luộc này, luộc nó bớt đi. Xin chào các bạn nhé. Hôm nay tôi có món thịt chó lại muốn chia sẻ với lại các bạn. Món này gọi là hôm nay tôi làm ấy, gọi là món thịt chó nấu một nồi hoặc là thịt chó hầm bia. Và cái gia vị của cái món này thì nó có trong này có này, giềng này, mẻ, mắm tôm, một tí sả, một tí tương, một tí mì chính. Đấy, chỗ này là để làm chỗ gia vị này là làm cùng với lại thịt chó đây. 2 cân thịt chó cũng đã chặt sẵn rồi. Để làm món này thì anh em nếu mà tự làm thì chặt cái miếng nó vuông khoảng 2 phân 2 phân, chặt cả xương nha anh em nhé. Món này là món mình nấu một nồi mà, cho nên chặt tất cả xương thịt lẫn vào. Đấy. Ngoài gia vị thịt chó thì để cho cái màu nó đẹp thì sử dụng một chút tiết của nó, tiết chó, nhưng mà tí mình cho vào ướp sau. Đấy, với lại chút rượu trắng. Với chó một nồi này thì mình sẽ ăn cùng với lại, khi mình đun ấy, mình sẽ cùng với lại chuối xanh. Cái chuối này thì bóc vỏ đi, bóc vỏ xong là tí nữa mình phải mang luộc cái chuối này cho nó chín lên nhé. Nó vừa chín này nó sẽ, nhưng mà phải chín nhé, nếu mà luộc cái chuối này không chín là nó sẽ đen, nó thâm đen xì quá, thì mình phải luộc chín nó đi. Thứ nhất là cho nó khỏi thâm này, thứ hai nữa là nó đỡ cái chát, cái chuối này thì nó hơi non một tí. Sau đây là tẩm ướp nhé. Để nấu nồi này mình cho khoảng một bát rượu nhé, bát con ấy. Anh em cho ít dầu ăn vào nhé, nó tùy theo con chó, chó mỡ thì cho ít. Với cái món này nếu mà mình có mỡ lợn ấy, thì mình nấu nó sẽ ngon hơn. Thịt chó cũng như là thịt cầy nấu bằng mỡ lợn thì ngon nhất. Đây là mình ướp nhé, tẩm ướp cho nó khoảng, để vào khoảng nửa tiếng đi. Rồi bắt đầu nấu. Đây, nhân tiện đang ướp thì cũng tâm sự với anh em luôn như này này. Mình làm kênh YouTube này về nấu nướng, chẳng qua muốn là lưu lại một số cái những cái khoảnh khắc thời gian, cũng như là một số cái công thức mà mình biết được về nấu nướng để cho anh em bạn bè của mình tham khảo thôi. Không có ý tưởng là làm YouTube để kiếm tiền hoặc là thế này khác, nên anh em bếp chuyên nghiệp hoặc là giỏi rồi đi qua thì cũng thông cảm, cũng bỏ qua, biết rồi thôi, mà ai chưa biết thì cứ làm theo cách của mình, chắc chắn là sẽ thành công. Đấy, cũng không dám kêu gọi anh em là phải đăng ký kênh hay là ủng hộ kênh ABC gì đó, cũng làm thôi. Nhà làm cái gì hoặc anh em làm gì thì tiện thì quay đăng lên YouTube thôi.
luộc nhớ luộc chín nhá. Chuối này mà luộc nó chưa chín tí nữa nó vớt ra nó đen xì nhựa. Đấy, cho nên cho thịt chó và xào kỹ lên. Món này là món chó hầm bia hoặc là chó nấu một nồi nhé. Ăn thì nó gần giống như là ăn lẩu chó, nhưng mà nó hoàn toàn khác nhau, các bạn đừng có nhầm nhé. Lẩu chó mình lọc ra lấy cái xương ninh như làm các món lẩu khác. Thịt chó thì có thể là ăn tươi hoặc là nấu sơ nó đi, mà chó hầm bia này phải nấu khác. Tất cả xáo lên kỹ đun như kiểu nấu rượu mận ấy, xong là cho một ít nước vào đun cho nó chín mềm đi, khi nào ăn thì đổ ra nồi. Thỉnh thoảng có bia thì mình cho vào cứ khoảng 1/3 lon một. Để mà chó hầm bia ngon nhất thì phải là sử dụng bia tàu. Bây giờ mua bia tàu rất là khó. Không có bia tàu ấy, mình sử dụng cái bia 33 là hợp nhất. Này, ví dụ hai cân này khoảng 6 anh em thì thoải mái. Nếu mà anh em có điều kiện nấu cái món này, hai cân thịt chó cùng hai chai bia tàu này, hoặc là 3 lon bia 33 là trong một bữa là vừa đủ. Mình chỉ cần thêm khoảng 5-7 quả chuối xanh nữa. Sau khi xào một lúc thấy màu nó chưa đẹp nhá, màu nó sẽ trắng trắng như này. Tiếc rằng là không phải thợ chuyên nghiệp, chúng ta dùng cái điện thoại nó quay anh em nhìn màu nó không chuẩn. Mình cho tiết vào nhé, cũng tiết cho tiết vào tầm này thì nó sẽ màu sẽ đẹp hơn. Nếu mình cho vào từ đầu nhé, nó bị cháy ở cái, nó hay bị sát ở dưới cái đáy nồi ấy, nó sẽ bị đen. Sau khi xào kỹ lên nhá, mình cho nước vào xâm xấp như này này, xâm xấp nước này đun cho nó chín mềm đi nhá, chín vừa tới. Này mỗi lần thì cho 1/3 lon thôi. Ông thấy là nấu bia không cho bia, nó cho mấy lon mà ngập lên ăn nó đắng. Hương vị của bia em muốn nấu để thay đổi quan điểm của anh Phi, nhưng mà không biết là con làm được cái đấy không. Chó mình vừa mang bát rồi. Thì quên lại thì chó bình thường mọi khi ăn được hai có thì sao, nhưng mà thích thứ nhất là bữa cơm này chúng mình chưa tiến xong, 15 ngày được vào nhà để 12 giờ đi nấu cơm ăn 12 giờ xong là thấy được, còn em cộng
Mai cho tiến là tít báo cáo là làm ăn xong đấy thôi, báo cáo đi, làm một gỗ thôi. Không, mình không làm gì đi. Làm một gỗ là xong là một giờ đã đi rồi, làm gì có thời gian. Làm một gỗ thôi. Không, nhưng mà 12 giờ về nhà là tức là trước đấy là ấy cho em ít tô. Về đến nhà nhưng mà ấy, về nhà nhưng mà thịt gà chứ không phải là 12 giờ. Gà từng gà mổ sẵn rồi. Về nhà lại có khách lại thịt gà. Nhưng lại quên chưa bổ. Vợ thì đi ngân hàng. Chú xanh. Nấu xong rồi nó mới về. quên mất không phải lẩu chó, quên cái món trước, cái chó nấu bia, thầm bia, chó nấu một nồi. Cái chuối này nó phải đảm bảo nó xanh như này này, trắng này. Nếu mà làm không biết làm nó thâm đen xì rồi. Mời anh em uống rượu nhá, uống rượu với anh em tôi nhá. Thỏ bò nó chát, chát lắm, luộc này, luộc nó bớt đi. Bởi vì cái quả này nó non, nó rất non. Chơi biết tàu mà ngon tuyệt đỉnh luôn. Biết tàu chỉ có bia 33 nhưng mà có bia 33 lên nhớ Đường Long và tủ lạnh nó làm hay rồi Hà Nội. Đi qua quán bia Cường đó, quán trà bia, quán bia cây cây sung bên cạnh có bia Cường, có cái đi qua có bán nhiều cắm à. Đây là lộng kiểm định kiểm duyệt, bia đấy ngon lắm, bia đấy kể cả là anh bóc cái nắp ra buổi sáng nhé, làm cốc để chiều không hề đắng nhất, không như kiểu bia mà
mở nắp ra chả phải hàng cấm, nó hàng lậu. Nó không, nó không nhập theo đường đấy mà nó nhập theo đường tiểu ngạch. Tức cảm thấy co anh. Cái này cũng sẽ để cho nó nóng. Để ngọt thôi. Tí nó nhừ mà. Cái này đấy. Phải chuối mình như thế ăn được chín hơn. Chuối này bản thân nó chín rồi. Được rồi. Anh đi Chu Văn Quốc được cái chúc mừng hụt hả? Em làm bó ấy, bước ở bên ngoài. Em nhà tắm nhà tức các kiểu. Con mới chưa ăn xong, mấy rưỡi em cơm xong rồi, có khách. Đằng nào vẫn nước tí một giờ ấy nhỉ? Đằng nào vợ nọ bây giờ hưởng ôi một giờ khác rồi. Không phải đâu được đâu mà. Một giờ đi. Về phát thì có hai vợ chồng nó lại.